Vẫn là cảm giác cô đơn mỗi sáng thức giấc vẫn chỉ mình ta. Mở máy lên xem vài tin tức, bật mở cửa sổ thẫn thờ nhìn ra. Ngoài kia mọi người ồn ào tất bật công việc, kẻ vui người cười. Còn ta không chút cảm xúc dù cho trước mặt có đến 10 người. Nhiều lần tìm thử một chút cảm xúc tự mình nhìn vào trong gương, nhưng rồi mọi thứ cũng vậy, bởi vì chính ta mà còn không thương ta thì hỏi ai là người thương ta đây? Ai là người thương ta đây? Đến bao giờ ta mà được vươn xa đây? Đến bao giờ ta mà được vươn xa đây? Cuộc sống đối xử với ta thật tội, đường đời thì lại chật lối. Niềm tin mất hết rồi, giờ chỉ còn cách duy nhất buông bỏ tất cả và mọi căng chặt thôi. Ta đi lang thang cô đơn, ta muốn đi đến một nơi xa hơn, không còn phiền lo suy tư. Ta muốn đi đến một nơi xa hơn. Tồi tệ và cảm giác này buông bỏ ta đi. Muốn cuộc sống này thật bình yên, đừng để nỗi buồn vương vấn ta chi. Cuộc đời không cho ta một cơ hội, cứ mãi kìm hãm không có lối thoát, ép buộc ta sống mãi như vậy và khiến niềm vui trong lòng đôi khác. Ta không cần những lời quan tâm, thứ ta cần là sự tự do. Ta không cần ai phải đối xử tốt cả, ta muốn một mình tự lo. Ta giống như một người điên lang thang khắp chốn tìm kiếm niềm vui, nhưng mà không như ta mong muốn, bước chân đến đâu cũng chỉ thấy buồn thôi. Đúng thật cuộc sống đối xử với ta thật tồi tệ, đường đời không còn lối về, xung quanh ta toàn là ngõ cụt, biết đêm nay đi về lối nào. Và giờ chỉ còn một nơi duy nhất, đó chính là một nơi xa. Không còn phiền lo suy tư, ta muốn đi đến một nơi xa hơn.